chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và 3 ngày tới, thời tiết miền Bắc do những hình thế gây mưa và không khí lạnh đã suy yếu, nên mưa tại khu vực giảm dần. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, còn các tỉnh phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ và sương mù rải rác, tập trung ở khu vực đồng bằng và ven biển. Ban ngày, toàn khu vực giảm mưa, trời tạnh ráo hơn, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ dần mỗi ngày. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội trong ngày mai, dao động chủ yếu trong khoảng từ 22 đến 25 độ và những ngày sau đó còn có khả năng tăng thêm từ 2 đến 3 độ. Đến ngày 11 tháng 4, nhiệt độ cao nhất có thể phổ biến ở ngưỡng từ 25 đến 28 độ, phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 30 độ. Dự báo xa hơn, khoảng từ đêm 11 sang đến ngày 12, không khí lạnh hoạt động trở lại sẽ là tác nhân khiến cho mưa rào và dông tăng trên toàn khu vực và nền nhiệt độ tại Bắc Bộ lại có xu hướng giảm dần. Tại khu vực miền Trung, trong đêm nay sang đến ngày mai, do ảnh hưởng của dải áp thấp đi qua khu vực phía nam của miền Trung nên những cơn mưa rào kèm dông có xu hướng tăng ở khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Nhiệt độ tại khu vực này giảm nhẹ, lượng mưa được dự báo không lớn, chủ yếu chỉ từ 5 đến 15mm. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh khá lớn, thậm chí có thể kèm theo mưa đá, nên bà con ở khu vực này cần hết sức đề phòng. Sang đến ngày 10 và ngày 11 tháng 4, mưa ở các khu vực miền Trung có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ ở các khu vực cũng có xu hướng tăng nhẹ dần, phổ biến ở mức từ 25 đến 28 độ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và từ 30 đến 33 độ, có nơi đạt mức 34 độ tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, thì sau đó từ 12 tháng 4 khi gió mùa tác động thì nhiệt độ lại giảm ở các tỉnh phía Bắc của khu vực. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai do nhiễu động từ phía đông di chuyển vào nên khu vực có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa dông trái mùa. Mưa thường tập trung vào khoảng thời điểm chiều tối và đêm. Đây là dấu hiệu đáng mừng khi nhiều ngày qua khu vực này rất ít mưa và khô hạn đã kéo dài. Tuy nhiên, người dân cần chú ý để phòng trong cơn mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, tố lốc và gió giật mạnh, thậm chí là cả mưa đá. Do có mưa nên trời sẽ dịu hơn đáng kể, nắng nóng suy giảm với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 34 độ, có thể có nơi trên 34 độ. Sau đó đến khoảng ngày 10 và ngày 11 tháng 4, mưa giảm xuống diện vài nơi và thời tiết ở khu vực ổn định dần trở lại. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong ngày 9 tháng 4, không khí lạnh suy yếu nên gió tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông giảm dần. Thịnh hành gió Đông Bắc đến Đông có cường độ trung bình ở mức là cấp 4, có lúc cấp 5. Sau đó giảm dần đến ngày 11 tháng 4. Còn các vùng biển phía Nam trong những ngày tới có mưa vài nơi, gió Đông cấp 4, tầm nhìn xa thông thoáng. Như vậy, 3 ngày tới Bắc Bộ giảm mưa, thời tiết nhiều mây vào đêm và sáng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Trung Bộ còn mưa rào và dông trong ngày mai, sau giảm mưa và có nắng. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác trong ngày 9 tháng 4. Từ ngày 10, mưa dông có xu hướng giảm dần. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 8 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!